Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng quay trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua điện thoại mà có thể biến được hình nhá, bạn nghe không nhầm đâu, có thể biến được hình, có thể thay đổi được màu sắc của mặt lưng. Đây, các bạn có thể nhìn thấy trên hình luôn cái cảnh quay chám để các bạn có thể nhìn rõ. Thì các bạn có thể tham khảo qua chiếc điện thoại rất là độc lạ Vivo V25e đang được bán tại Hoàng Hà Mobile. Tất nhiên cái mức giá mà các bạn nhìn thấy ở trên hình ý, nó chỉ là cái giá niêm yết thôi. Chứ còn nếu bạn mua cái sản này ý, thì nó sẽ có rất là nhiều các khuyến mại đi kèm nữa. Và nếu mà không lấy quà, nói nhỏ thôi, kích vào đường link mình để phía dưới phần ghi comment cũng như là phần mô tả của video này thì giá nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, được chưa? Rồi, đấy, chủ yếu là cái này thì mình thấy là cái mặt lưng của nó đổi được màu sắc khi mà ra ngoài trời nắng hoặc là khi mà chiếu đèn UV vào ý, thì đấy là cái điểm nhấn lớn nhất của sản này. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Đạt Phạm, bạn hỏi là: Chào anh Dương, cho em hỏi là thời điểm này nên mua iPhone 13 Pro Max để chơi Tết hay không? Mà mua thì nên mua cũ hay là mua hàng mới? Chúc anh và gia đình sức khỏe, chúc kênh ngày càng phát triển. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Thế thì cá nhân mình thấy là như này này. Đầu tiên là iPhone 13 Pro Max hàng mới tinh đi đã nhá. Thì cái giá thời điểm này là nó hơi cao rồi. Thực sự là hơi cao rồi. Với cái mức giá, để mình thử check lại xem tại Hoàng Hà Mobile tại thời điểm này là bao nhiêu nhá. Đây, 13 Pro Max là 26.150.000 đồng. Đấy, đây là cái phiên bản rẻ nhất rồi đấy. Còn cái phiên bản mà màu sắc nó xịn sò hơn ấy, ví dụ như là màu Sierra Blue hay là màu Gold chẳng hạn này, là 26.690.000 rồi cơ. Đấy, thế thì mình thấy là cái mức giá này nó hơi cao. Thế còn bây giờ cái iPhone 14 Plus thì bây giờ là nó đang có mức giá là tầm khoảng 22.990.000 đồng. Nghĩa là coi như là 23 triệu đi. Vậy là hai sản này lệch nhau tầm khoảng 3,5 triệu. Đấy, với mức giá lệch khoảng 3,5 triệu như thế là cũng là một mức giá cũng tương đối lớn rồi đấy. Đấy. Trong khi đó thì cái iPhone 13 Pro Max thì nó có thể xảy ra cái lỗi bị màn hình. Nhưng mà nếu mà bạn mua mới thì ra cũng chả vấn đề gì cả. Nhưng bạn hãy chú ý rằng khi cái iPhone 14 Plus mới về Việt Nam thì cái mức giá của nó xem với 13 Pro Max. Nhưng mà bây giờ thì bạn biết rồi đấy, 13 Pro Max thì nó đắt hơn 14 Plus đến tận 3,5 triệu. Thì cũng là một cái lý do để chúng ta có thể mua 14 Plus để cho nó tiết kiệm tiền hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà so với 13 Pro Max nhé, thì cái 14 Plus kia kìa, nó sẽ có cảm giác cầm nắm tốt hơn, nó được tối ưu về hiệu năng nhỉnh hơn, và nó có thời lượng pin cũng nhỉnh hơn một chút. Tất nhiên, ví dụ như là cái khung viền thép thì nó sẽ không thể có, không sang trọng bằng. Nó cũng không có màn hình 120Hz, hay như là nó cũng không có camera tele. Nhưng mà những cái đó thì mình thấy là nếu mà có thì tốt, còn nếu không có thì nó cũng không quá ảnh hưởng đến trải nghiệm của chúng ta đâu. Thực sự là như vậy đấy. Đấy, nên là chúng ta có thể mua 14 Plus để tiết kiệm tiền. Cái trường hợp thứ hai đó là bạn mua 13 Pro Max hàng cũ đi. Thì nó sẽ xảy ra một vấn đề như này này. Đấy là nếu mà mua hàng cũ thì nếu mà hỏng là căng đấy. Thực sự là rất căng. Bởi vì nói gì thì nói, cái chính sách bảo hành hàng cũ nó sẽ không thể bằng hàng mới được. Và các bạn sẽ xem thật kỹ xem là cái cửa hàng bán hàng cũ, nếu mà bán cho bạn thì họ sẽ có chính sách bảo hành như thế nào. Nếu bảo hành ok thì thoải mái mua hàng cũ cũng được. Đấy. Thì hàng cũ thì nó sẽ rẻ hơn được rất là nhiều. Rẻ hơn được tầm khoảng 6-7 triệu đấy. Thì cũng là cái để chúng ta cân nhắc. Còn nếu mà là mình, thời điểm này gần đến Tết rồi, thì thực sự là mình cũng không dám, nghĩa là không dám thôi chứ không phải là không đâu, không dám mua những cái gì đó mà nó có xác suất xảy ra rủi ro. Bởi vì rủi ro vào ngày Tết ấy, người ta hay nói là không may hay là gọi là rông cả năm ấy, thì mình không thích. Thì những cái thời điểm mà càng gần Tết, mình sẽ ưu tiên mua những cái sự lựa chọn mà nó an toàn hơn. Đấy, chúng ta nói là an toàn nó sẽ chính xác hơn. Thì không biết là ý kiến của anh em khác như thế nào, có thể để lại comment. Còn mình thì luôn luôn quan điểm như này này, đấy là đã sợ là không mua, còn đã mua thì đừng có sợ. Và với bản thân mình thì mình đã bị lỗi với cả cái iPhone 13 Pro Max này. Thì mình bị thôi, nhưng mà không thể đánh đồng được tất cả mọi người. Bởi vì là Kha đang dùng 13 Pro không bị, bạn quay video đang dùng 13 Pro Max không bị, bạn dựng video cũng đang dùng 13 Pro Max cũng không bị luôn. Nghĩa là rất nhiều người không bị, chứ không phải là đấy đâu. Thì mình nghĩ là thôi chả phải lo lắng lắm đâu. Nhưng mà đã lo nhé thì thôi đừng có mua. Rồi, à đây lại có câu hỏi tiếp theo nữa, lại về iPhone. Bạn Đoàn Đào bạn ấy hỏi là: Em chào anh ạ, anh làm video về iPhone 12 Pro Max đi. Máy này còn đáng mua vào dịp Tết này hay không ạ? Và dùng được bao nhiêu năm nữa anh?
Đấy, thế thì về cơ bản thì 12 Pro Max mình nghĩ là vẫn ổn thôi. Nhưng mà vấn đề đây là gì? Đấy là 12 Pro Max thì không có hàng mới tinh nữa, nó chỉ có hàng cũ thôi. Vậy nên là nếu mà đã xác định mua iPhone 12 Pro Max đã hơn 2 năm rồi thì sẽ có xác suất là có hàng dựng. Có xác suất rồi nhá. Tất nhiên xác suất này không phải là quá cao, nhưng mà chắc chắn là so với cả xác suất hàng dựng của 13 Pro Max là nó sẽ cao hơn. Đúng không ạ? Đấy thì anh em cân nhắc cái điều này. Và khi mà mua 12 Pro Max chúng ta cũng cần phải chú ý thêm một số những điểm nữa. Đấy là nó không có màn hình 120Hz cũng như là viên pin của nó thì không được tốt đâu. Đấy. Và với việc là mua một chiếc điện thoại hàng cũ thì nó cũng đã bị hao mòn về pin theo thời gian rồi. Nên là rõ ràng là pin cũng sẽ là cái điểm mà chúng ta cần phải cân nhắc. Còn giá bán của 12 Pro Max hàng cũ bây giờ nếu mình nhớ không lầm loanh quanh mức trên dưới 16 triệu tùy từng nơi bán. Đấy thì về cơ bản là mức giá này cũng là một mức giá tốt để chúng ta có thể mua được. Còn 12 Pro Max dùng được bao nhiêu năm nữa thì rất là khó, quan trọng nhất là cái tác vụ của bạn là gì chứ. Bảo ví dụ bây giờ tác vụ của bạn là chơi game các thứ nữa thì mình nghĩ là được khoảng vài ba năm, còn nếu mà không được là được vài năm thôi. Còn nếu mà bảo là sử dụng lâu dài các tác vụ thông thường thì mình nghĩ là lâu lắm, 5 năm thoải mái đúng không ạ? iPhone 7 của mình bây giờ còn sử dụng được cơ mà, huống chi là 12 Pro Max đúng không nào. Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Thủy Đào Xuân. Bạn hỏi là Dương ơi cho mình hỏi điện thoại Realme Q5 Pro với cả Realme GT Neo 2 thì hai con này tiền bằng nhau thì lựa chọn con nào? Cảm ơn bạn, chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Thế thì bạn Khánh Nặng có comment đấy là Neo 2 đi. Thế thì thứ là ngày trước ý, là mình thích cái con Q5 Pro, nhưng mà thời điểm này thì thứ nhất là Q5 Pro là không còn hàng nữa. Bây giờ là hầu hết các cửa hàng họ họ bán cái con GT Neo 2 này này. Thì mình thấy là cái GT Neo 2 thời điểm này là đáng mua hơn Q5 Pro ở hai cái điểm. Điểm thứ nhất đấy là RAM của nó tối thiểu là 8 GB chứ không phải là 6 GB, nó sẽ thoải mái hơn. Vì các bạn biết rồi đấy, những sản phẩm Realme này thì nhiều người người ta comment lại là cái đa nhiệm nó chưa được tốt, vậy nên là người ta cần một cái lượng RAM rất là lớn để có thể sử dụng điện thoại nó thoải mái được. Với cả cái điểm thứ hai nữa, đó là GT Neo 2 bây giờ cái phiên bản bộ nhớ trong 256 GB nó chỉ đắt hơn có mấy trăm nghìn so với phiên bản 128 GB của Q5 Pro thôi. Thì chắc chắn 100% mình sẽ ưu tiên mua GT Neo 2. Còn cái vấn đề là sạc 65W của GT Neo 2 nó chậm hơn sạc 80W của Q5 Pro thì điều đó mình không quá quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì sạc 65W của GT Neo 2 nó đã quá nhanh rồi. Đấy. Còn lại các yếu tố khác ví dụ như màn hình những đều là AMOLED 120Hz các thứ cả, chip thì cũng đều là 870 cả. Vậy nên thời điểm này mua GT Neo 2 sẽ là hợp lý hơn so với việc là mua Q5 Pro. Và thực ra là Q5 Pro cũng chả còn để mà mua nữa, thì chỉ có mỗi GT Neo 2 là ổn định nhất, nghĩa là ngon nhất ở trong tầm giá trên 6 triệu mà thôi. Đó. Rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Đăng Khôi. Bạn hỏi là anh Dương ơi, anh làm về top điện thoại Samsung đáng mua nhất trong tầm giá 8 triệu đổ lại đi ạ. Yêu cầu là hiệu năng tốt dùng được 3 đến 4 năm tới và camera ổn. Chúc anh nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Nếu mà như thế này thì mình chỉ nghĩ đến hai con điện thoại thôi. Nếu mà là hàng mới tinh thì chỉ có thể lựa chọn được Samsung Galaxy S20 FE mà thôi. Cái sản phẩm này thì khi mà mình nhìn ở Hoàng Hà Mobile thì nó gọi là 8 triệu 690. Đấy, nhưng mà khi mà trừ đi hết quà các thứ này thì thanh toán các kiểu thì mình nghĩ là chỉ tầm 8 triệu thôi. Bởi vì cái thời gian, cái thời điểm thấp nhất của sản phẩm này mình đã từng làm là dưới 8 triệu. Đấy, thì là chip 865. Đúng nào, có thể sử dụng được 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 rất là lâu dài, bộ nhớ trong 256 GB cũng rất là thoải mái, màn hình Super AMOLED Full HD, tần số quét 120Hz, có vân tay bên trong màn hình, có kháng nước kháng bụi, hàng mới tinh, chỉ mỗi tội là pin hơi yếu thôi. Đấy. Thì nhưng mà mình nghĩ là dùng được 3 đến 4 năm tới với cái hiệu năng đó và với cái camera như vậy. Còn nếu mà hàng cũ thì bạn có thể mua được Samsung Galaxy S20 Ultra rồi cơ. Đấy, là hiệu năng tốt, dùng ổn, camera thì lại rất là ổn và zoom rất là xa nữa. Đấy, màn hình chỉ là màn hình 2K cơ, thế anh em có thể cân nhắc. Đấy thì hai con đó thôi, mình nghĩ là hai con đó là ổn nhất rồi. Chứ còn ví dụ như bây giờ mà Samsung mà nghĩ đến những sản phẩm dòng A mới tinh, ví dụ như là Galaxy A53 thì thực sự năm nay thất vọng lắm. A53 hơi cùi về hiệu năng, túi ưu kém lắm. Đó. Rồi. Chúng ta sẽ đến với comment, đây là hai comment rất là gần nhau và mình chụp ảnh luôn. Đấy, đầu tiên là comment đến từ bạn là Tiêu Giao Tử. Bạn comment đấy là cái bạn nghiện điện thoại thì cho mình góp ý, đó là đi làm review công nghệ thì có điện thoại xài thoải mái, hay là xin vào studio của Dương Dê mà làm cho đỡ tốn tiền mua, còn không được
thì để vợ giữ tiền hộ chứ lương mà 30 triệu mà không được để ra được đồng nào thì nguy hiểm quá. Bạn còn trẻ thì không sao chứ đến mốc 30 tuổi mà vẫn thế thì không ổn đâu. Đấy, comment này mình nghĩ là cũng rất là hợp lý đấy. Thì thực ra là cái cách để mà chúng ta có thể giải quyết cái cơn nghiện điện thoại thì như hôm trước mình có comment đấy là anh em xem kênh YouTube Dương Duyên thật nhiều vào. Đấy thì nó đỡ nghiện, cũng giống nhiều bây giờ ấy. Mình nghiện nhà này, nghiện ô tô này đấy, kiểu thế, nghiện xe đấy. Thì mình xem YouTube review về nhà rất là nhiều, review về xe rất là nhiều. Tất nhiên xem thôi chứ làm sao mà có thể là xem con ô tô này xong sau mua ngay được, không thể như thế được, đúng nào? Hay là xem căn nhà này xong thấy đẹp hơn nhà mình hôm sau lại mua căn nhà này, làm gì có tiền mà mua. Đấy, nhưng mà để giải quyết cái vấn đề về tình yêu như thế thì phải xem. Đấy, nhưng đúng là có một cái cách giải quyết tốt hơn nữa, đấy là các bạn có thể xin vào các cái studio để mà làm review, không những của mình đâu mà có thể của rất nhiều anh em reviewer khác nữa, để các bạn có thể tiếp xúc với rất nhiều điện thoại. Đấy, hoặc là cũng một cách khác nữa, đấy là các bạn xin vào và làm nhân viên của các cửa hàng bán điện thoại chẳng hạn. Đấy, thì mình thấy là rất là nhiều bạn cũng xin vào làm nhân viên bán điện thoại để các bạn tiếp xúc với điện thoại nhiều hơn. Đấy, nhưng mà các bạn có chắc rằng là khi mà vào studio của mình làm chẳng hạn đấy, hoặc là vào trong một cái cửa hàng điện thoại để mà các bạn làm, thì các bạn có bớt nghiện điện thoại đi hay không, hay là các bạn sẽ càng nghiện hơn? Đấy, thì cũng là một vấn đề, đúng nào? Đấy, rồi thế còn bạn APTX 4869 thì có comment đấy là xem kênh Dương Dê xong lại thòm thèm hơn. Đấy, theo em là đưa tiền cho vợ là tối ưu. Đấy, cũng rất là thú vị. Có nhiều người thì bảo là ở xem kênh của mình xong lại thành ra nghiện điện thoại hơn, chứ lại không cai nghiện được lại thành nghiện hơn, này chết, đúng nào? Nhưng mà thôi, nói chung là mình nghĩ là thay vì việc là bây giờ chúng ta mua một cái điện thoại xong rồi chúng ta không thích chúng ta cứ bán đi, xong rồi chúng ta mua cái chúng ta thích xong cứ bán đi mua lại như thế rất là tốn kém, đúng không ạ? Mua là mua mới, bán là bán cũ, nó bị lỗ mà. Thì thôi, tốt nhất là cứ xem kênh YouTube Dương Dê thật là nhiều vào cho đỡ thòm thèm, hoặc là xin vào để làm bán điện thoại. Nhưng mà đâu có phải là ai cũng thích làm bán điện thoại, ai cũng thích làm review đâu, đúng không ạ? Bởi vì có thể là có những bạn, các bạn còn có công việc khác của bạn thì sao, ví dụ như sinh viên cái thứ thì ok, chứ còn có những bạn bây giờ các bạn đã đi làm rồi thì các bạn đang làm công việc của bạn ấy, thì làm sao bắt các bạn đi làm ở cửa hàng bán điện thoại hay là làm review ở kênh mình được. Và chỉ có xem thôi sẽ giải quyết được vấn đề nha các bạn nhá. Rồi, ok, và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng, kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.